ok, trận này sẽ là trận đối đầu giữa Tatsumaki và Sirius, tại vì bên đội hình thằng vô địch này nó không xài con Tatsumaki. Đó, nhưng mà nó xài con Phượng. Ôi má lạ đầu thì. Không. Con điên bóng của nó là chưa lên 5 sao tím nhưng mà đã có 6 sao vàng. Má mấy này tôi không hiểu nhiều lúc làm gì á, mấy gu chơi lạ thiệt chứ. Ừ. Mày chắc một đá đi hết luôn á. Không bút tóc, à có bút tóc, tụi tôi không bút tóc luôn chứ. Mày chắc một đá là chết sạch luôn á. Chết sạch luôn ta. Lần này nó chắc một đá là chết sạch luôn á. Mày không không cần tới con Shiryu đá đâu. Con Tatsumaki này nó quẹt một phát là chắc chết sạch luôn á. Nội thương mấy con này. Hình như nội thương được 4 con hay sao vậy? 4 con hay là 3 con gì? 1 nội thương, 2 nội thương, 3 nội thương, 4 nội thương, 4 nội thương. 4 nội thương đi coi thử đá bao nhiêu đam đây. Sao Minh Lê là 45M cộng 212 400 600 645 à. 645 triệu đam à. Đó thì ở trên comment đó, ông nào nhìn lầm thì em mới trên comment là ra là em. Đây, đá đầu tiên nè, đó cô đam nè, đó mấy ông coi nè, 200 nè. Bao nhiêu đam nè mấy ông coi đó. Đó, cộng đi mấy anh em ơi, cộng đi mấy anh em ơi, cộng đi. Cộng đi mấy anh em ơi. Đó, cộng đi. Đó, lần này dễ cộng hơn này, lần này đá chậm hơn lần này nè, cộng đi mấy anh em ơi. Lần này dễ cộng hơn này. Đó, lần này dễ cộng hơn này, cộng đi. Trời ơi, dễ cộng hơn này, mấy anh em cộng đi, trời mấy cái nào dễ cộng, mấy anh em không chịu cộng. À, bao nhiêu đam mấy ông coi giùm tôi coi. Ơi, 200, 200, 300 à, 200, 400, 700, rồi gần tỷ. Ơ lần này dễ cộng nè, mấy anh em không chịu cái nào dễ, mình tính cái nào dễ thôi. Ôi mẹ đá đã mấy cước ra, mẹ đỉ siêu điêu này. Được, mày coi sướng mày cứ coi tiếp mấy anh em ạ, mẹ đi